Theo kết quả xếp hạng 63 tỉnh, thành phố về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có 36 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt và 37 tỉnh, thành phố còn lại được xếp vào nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. Tỉnh Hưng Yên từ nhóm các địa phương triển khai đạt yêu cầu năm 2020 được lên nhóm triển khai tốt năm 2021. Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản tại địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành gồm 16 tiêu chí với tổng số điểm là 100. Mỗi một tiêu chí quy định có số điểm nhất định, như tiêu chí đào tạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên nằm trong nhóm các địa phương triển khai đạt yêu cầu năm 2021 với tổng số điểm đạt 82,5 điểm, đã tăng hạng nằm trong nhóm các tỉnh triển khai tốt, đứng thứ 24 toàn quốc, bằng điểm với các tỉnh như Quảng Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Kết quả đánh giá xếp hạng được dựa trên phản ánh trung thực, khách quan, hiệu quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản tại mỗi địa phương trong cả nước.